Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị mất liên lạc, mắc kẹt tại vùng lũ Yên Bái. Từ chiều ngày 11 tháng 10, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị mất liên lạc hoàn toàn do mưa lũ tại Yên Bái quá lớn. Chỉ còn 8 ngày nữa là cuộc thi Miss World 2017 chính thức bắt đầu. Đại diện Việt Nam Hoa hậu Mỹ Linh sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự cuộc thi. Thời gian này, Đỗ Mỹ Linh cùng ekip đang gấp rút hoàn thành dự án nhân ái, cổng điện lên bảng, lắp điện năng lượng mặt trời cho đường và một số hộ dân tại thôn Cua Vai, huyện Tạm Tấu, Yên Bái. Thế nhưng hai hôm nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vào bờ, Yên Bái mưa lớn liên tục gây lũ lụt, sạt lở, sập cầu. Huyện Trạm Tấu đã bị chia cắt. Thôn Cua Vai cũng bị cô lập hoàn toàn. Chính vì thế, chiều ngày 11 tháng 10, gần như mọi liên lạc với Đỗ Mỹ Linh tại đây đều không thể thực hiện được. Theo thông tin từ đại diện của Đỗ Mỹ Linh, chính quyền địa phương tại Yên Bái đã nỗ lực để nối lại liên lạc. Tuy nhiên, rất nhiều khả năng phải chờ tan áp thấp, tạnh mưa thì cô mới có thể xuống bản. Vì đoạn đường từ huyện Trạm Tấu lên bản Cua Vai chỉ có duy nhất một con đường dài 6 km, đầy bùn lầy, khó đi và rất nguy hiểm. Do nơi đây còn hoang sơ, điện còn chưa thấp, nên quá trình thực hiện của ekip gặp rất nhiều khó khăn. Không có wifi, không điện, mưa ngập các lối đi, ekip di chuyển trong thời tiết mưa lớn, gió kèm theo dông và xung quanh chỉ toàn là bóng đêm, thậm chí do mưa lớn mà chỗ ngủ của ekip bị ngập nước. Bữa cơm của Đỗ Mỹ Linh và người dân Trạm Tấu Yên Bái trong điều kiện mưa lũ. Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Hồ Quang Hiếu sau nghi án chia tay Bảo Anh. Không hiểu sau khi đọc xong dòng chia sẻ của Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh sẽ có phản ứng như thế nào? Thời gian gần đây, Hồ Quang Hiếu Bảo Anh dính nghi án chia tay. Tuy nhiên, cả hai đều chưa lên tiếng phủ nhận khiến người hâm mộ càng hoang mang. Trong khi Bảo Anh liên tục đăng trạng thái đau khổ, thì nam ca sĩ Con Bướm Xuân lại tỏ ra thờ ơ, chỉ đăng tải những hình ảnh vui vẻ bên bạn bè đồng nghiệp trên trang cá nhân. Không chỉ thế, mới đây Hồ Quang Hiếu lại tiếp tục chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý của mình, thu hút sự chú ý của khán giả. Nam ca sĩ chia sẻ: "Trước đến giờ mình luôn nhịn, luôn nghĩ cho người khác nên im lặng để mọi chuyện trôi đi nhẹ nhàng nhanh chóng. Thế nhưng cái mà mình nhận được là tổn thương cho chính bản thân mình, vậy nên mình cứ nhìn thẳng vào vấn đề. Vì dĩ hòa vi quý chưa hẳn sẽ là tốt nhất, có lẽ đôi khi cũng nên thẳng thắn. Ai thực sự tốt với mình sẽ ở lại, còn ai thấy không hợp thì họ sẽ đi. Được ăn một cái bánh ngon lúc này có lẽ là tốt nhất." Nhiều người đặt ra nghi vấn phải chăng Hồ Quang Hiếu đang nhẫn nhịn không muốn làm bung bét mọi chuyện sau khi chia tay với Bảo Anh. Nên vì muốn dĩ hòa vi quý, đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ Con Bướm Xuân chịu nhịn để người khác lấn lướt như thế này. Trước đây, khi liên tục bị vợ cũ kể xấu, Hồ Quang Hiếu cũng im lặng suốt một thời gian dài, cho đến khi không thể chịu đựng thêm nữa mới lên tiếng nói một câu đầy ẩn ý, khiến Ivy Lê cũng phải giật mình thót tim. Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh công khai hẹn hò vào tháng 10, 2016. Càng về sau, cặp đôi càng thoải mái hơn trong chuyện chia sẻ về mối quan hệ tình cảm giữa hai người và luôn nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cặp đôi chẳng còn xuất hiện bên nhau như trước và những dòng trạng thái đượm buồn của Bảo Anh lẫn Hồ Quang Hiếu khiến fan hâm mộ lo lắng về chuyện tình của hai người. Bảo Anh đăng tải liên tục những dòng trạng thái nhớ nhung đau buồn trên trang cá nhân. Nhìn những hình ảnh này, khán giả lại càng nghi ngờ tin đồn chia tay là có thật. Trong khi Bảo Anh đang có tâm trạng sầu khổ, thì Hồ Quang Hiếu lại chỉ đăng tải những hình ảnh vui vẻ tươi cười bên đồng nghiệp. Hay chia sẻ bài hát về cha mẹ, chứ không hề có phản ứng gì khi bạn gái đang một mình gặm nhấm nỗi buồn. Thỉnh thoảng lắm Hồ Quang Hiếu mới đăng trạng thái buồn lên trang cá nhân. Đặng Thu Thảo, cô gái thuần nông, thợ trang điểm thành cô dâu tỷ phú. Đặng Thu Thảo từng có gia cảnh khó khăn, bươn chải nhiều nghề, nhưng 5 năm sau ngày đăng quang hoa hậu, cô trở thành đại gia của chính mình và là dâu con, nhà doanh nhân có tiếng. Vừa qua ngày 6 tháng 10, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo chính thức trở thành vợ doanh nhân trẻ trung tính. Lễ cưới của họ thu hút sự quan tâm từ dư luận. Trong dàn khách mời, dư luận ngạc nhiên khi ấy những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng có mặt bên cạnh các quan chức cấp cao nhà nước. Chẳng quá lời khi nói, 6 tháng 10 2017 là ngày của Thu Thảo và Trung Tính. 5 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu, Đặng Thu Thảo trở thành con, dâu trong một gia đình giàu có nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chồng cô có tên trong top 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi xuất sắc của Việt Nam, do tạp chí Forbes Việt Nam bầu chọn. Nhiều người đã gọi cô là lọ lem. Hôn nhân người đẹp giống như câu chuyện ngôn tình có thật, bởi lẽ giữa hai người là khoảng cách thấy rõ của sự không môn đăng hộ đối. Cô gái miền Tây thuần nông, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo
là cái tên khác biệt trong lịch sử cuộc thi sắc đẹp quốc gia. Giữa những người đẹp có nền tảng gia đình đầy đủ, cuộc sống chưa bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền, cô như một người ngoài cuộc. Thu Thảo không có xuất thân nở mày nở mặt, cô cũng không có những tấm bằng sáng giá. Ngày Thu Thảo đăng quang, cô chỉ được khen đẹp dịu dàng, thế nên năm đó không ít người đã đánh giá Tân Hoa Hậu không xứng đáng. Tất nhiên những ý kiến này có lý do của họ. Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 tại vùng quê nghèo thuộc ấp Thống Nhất, thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Nhìn cô mảnh mai với làn da trắng có chút tiểu thư, ít người biết rằng Thu Thảo đã tự lập từ rất sớm. Gia đình cô thuần nông nhiều đời, cha Thu Thảo là thầy giáo nhưng rồi cũng đành bỏ nghề vì sức khỏe yếu. Mẹ cô làm nghề thợ may, họ đến với nhau cùng góp vốn theo nghiệp gia đình nuôi trồng thủy hải sản với trại cá giống ở huyện Hồng Dân. Tuổi thơ trong Thu Thảo theo lời tâm sự của cô là những ngày tháng vô lo nghĩ, dù hoàn cảnh không giàu sang. Nhưng rồi biến cố ập đến khi công việc gia đình gặp khó khăn, cha đổ bệnh, mẹ Thu Thảo trở thành trụ cột chính. Thảo kể đó là bước ngoặt khiến cô ảnh hưởng tâm lý. Hết thời trung học, cô mới 18 tuổi, đã sớm không còn tuổi ăn tuổi chơi như các bạn đồng trang lứa. Sức học của cô cũng sụt giảm so với trước đó. Ngày cô được lên Cần Thơ học, gia đình ngậm ngùi khi không có tiền trang trải học phí cho con. Để nuôi giấc mộng học vấn, cô kiên quyết khăn gói lên Cần Thơ, thay vì ở lại quê nhà phụ cha mẹ kinh doanh. Thu Thảo kể, cô từng đi học nghề trang điểm và làm nghề trong khoảng một năm. Khi tới Cần Thơ, cô chấp nhận cảnh vừa làm vừa học để có sinh hoạt phí, thay vì hàng tháng hỏi xin tiền từ gia đình. Sau nghề trang điểm, cô từng bán mỹ phẩm rồi học pha chế đồ uống. Cuộc sống sinh viên của Thu Thảo là khoảng thời gian tiết kiệm từng đồng kiếm được. Cô chưa bao giờ dám tiêu hoang và không đủ tự tin để mua hàng hiệu. Cá tính này đến giờ Thu Thảo vẫn không thể thay đổi. Thi Hoa Hậu để đổi đời. Thu Thảo khi đến với cuộc thi Hoa Hậu không mong giấc mộng trở thành người nổi tiếng, có đại gia chống đỡ. Trong một lần trò chuyện sau đăng quang, người đẹp sinh năm 1991 tâm sự đã thấy mình đẹp ngay từ nhỏ. Khi còn là cô bé cấp 1 cũng như nhiều cô gái nhỏ khác, cô mộng mơ được đội vương miện giống công chúa trong truyện cổ tích, nhưng biến cố gia đình khiến giấc mơ đó sớm tan biến. Guồng quay cuộc sống với việc kiếm tiền cũng đã khiến Thu Thảo tự cười chính mình mỗi khi nhớ về chuyện đi thi Hoa Hậu. Nhưng như một sự tình cờ, bạn bè động viên cô thử sức. Những người bạn nói về cô Bùi Thị Diễm, Hoa Hậu Việt Nam qua ảnh có cuộc sống viên mãn sau hôn nhân. Lúc này, ký ức thơ ấu với sự tự tin mình đẹp lại trỗi dậy trong Thu Thảo. Cô mạnh dạn hơn khi nghĩ về vương miện, quyết định thay đổi số phận. Đặng Thu Thảo đăng ký dự thi Người đẹp đồng bằng sông Cửu Long 2012, sau đó cô đạt danh hiệu Hoa Khôi. Cũng trong năm, cô một mình khăn gói ra Đà Nẵng dự thi chung kết Hoa Hậu Việt Nam. Không có người nhà đi cùng, bản thân Thu Thảo cũng không nghĩ đến chuyện sẽ trở thành Hoa Hậu. Cô kể đêm ngủ còn nằm mơ mình trượt trước đêm chung kết. Vậy mà giấc mơ lại trái ngược với hiện thực. Cô đăng quang Hoa Hậu đúng thời điểm cha bệnh trở nặng. Khi đội vương miện, Đặng Thu Thảo bật khóc. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc và nỗi nhớ cha mẹ. Họ không có điều kiện xem con gái dự thi mà chỉ có thể ngắm nhìn trên truyền hình. Đẹp là không đủ. Thu Thảo từng tâm sự, đến với cuộc thi Hoa Hậu không phải tìm kiếm sự nổi tiếng hay chen chân vào showbiz. Cô thích kinh doanh và muốn có những mối quan hệ mới để tự mình làm chủ. Ngày ấy người ta chỉ nghe rồi cười trừ vì nghĩ cô nói cho có. Lịch sử cuộc thi sắc đẹp cho thấy những giai nhân bước ra từ đây đều miệt mài theo đuổi nghệ thuật, dù bằng cách này hay cách khác. Thực tế sau 5 năm đăng quang, Thu Thảo đã chứng minh cô không mặn mà với showbiz. Thu Thảo không đóng phim hay phát hành album nhạc. Có chăng cô góp mặt trong các mẫu quảng cáo trở thành đại diện phát ngôn một số nhãn hàng. Thu Thảo cũng không dựa vào sắc đẹp để có vị trí riêng của mình giữa những người đẹp. Hoa hậu 26 tuổi đã được chú ý nhờ hình tượng sạch scandal. 5 năm sau, Đặng Thu Thảo chưa từng vướng bê bối đời tư hay phát ngôn gây tranh cãi. Cuộc sống khác biệt giữa những người đẹp đầy thị phi, cô sử dụng trang cá nhân như nơi chia sẻ hình ảnh và làm việc thay vì mất thời gian vào mâu thuẫn trong showbiz. Người đẹp 26 tuổi tự nhận mình là người cầu toàn khó tính, cô rất cẩn thận về hình ảnh bản thân trước công chúng. Cô kín tiếng trong chuyện tình cảm, chỉ công khai khi đã xác nhận chắc chắn về mối quan hệ đó. Với trung tính, cô cảm thấy rằng đây là mối duyên tốt đẹp chỉ sau một lần tình cờ gặp gỡ vào 3 năm trước. Họ kết hôn sau hơn 1.000 ngày tìm hiểu kỹ lưỡng. Trong tiệc cưới, Thu Thảo cũng thuê ekip riêng để chụp hình, kiểm tra trước khi công bố. Đôi lúc bạn bè hay đối tác cho rằng Thảo khó tính và cảm thấy khó chịu,
nhưng Thảo không cho phép mình dễ dãi khi đứng trước dư luận. Cô nói, trong ngày cưới, Hoa hậu Việt Nam 2012 mặc áo dài đỏ, tóc vấn đơn giản, dàn phù dâu cũng chỉ có Hoa hậu Ngọc Hân là nổi tiếng. Hình ảnh vẫn như Thu Thảo của ngày mới bỡ ngỡ đăng quang. Trước ngày trọng đại, cô vẫn chăm chỉ làm việc. Khi nói về hình tượng chỉnh chu, Thu Thảo nói, đó là tôn chỉ không thể thay đổi. Ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian, theo môi trường công việc. Về tư duy, tính cách, Thảo cũng đã thay đổi khá nhiều so với trước đây, cô nói. Tuy nhiên, có một điều chưa bao giờ thay đổi, chính là những hoài bão, cách sống và giá trị mà Thảo theo đuổi. Thảo luôn đặt niềm tin vào những gì mình theo đuổi và kiên trì thực hiện dù nhanh hay chậm, cô khẳng định. Sau 5 năm, Thu Thảo có nhà riêng khang trang tại quận 9. Vào ngày cưới, nhiều khán giả đã ngạc nhiên khi thấy chú rể trung tính không đón dâu ở ngôi nhà cấp 4 tại Bạc Liêu. Tôi đã lớn lên với những con người chỉ nhận lại đúng bằng công sức chính mình bỏ ra. Tôi cũng tin rằng bàn tay ta làm nên tất cả, Thu Thảo tâm sự. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi đây là lễ cưới cổ tích, rằng Thu Thảo may mắn khi trở thành con dâu của nhà tỷ phú tập đoàn. Nhận xét này có lẽ không chính xác, vì bằng nỗ lực bản thân, Thu Thảo cũng tự là đại gia của chính mình. Ngay tại tiệc cưới, em trai doanh nhân trung tính khẳng định, anh trai may mắn mới có được người vợ tốt như chị Thu Thảo. Anh còn tiết lộ trong cuộc tình này, trung tính có rất nhiều chiêu trò độc để nhận được cái gật đầu của người đẹp.